Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một loại cây rất ít gặp và cây này cũng ít người chia sẻ thôi. Giờ mình sẽ mô tả qua một chút về nó các bạn xem nhé. Nó có màu xanh nhưng cũng có thể là ngả sang màu hơi, màu này rất khó tả, hồng không hẳn hồng, tím không hẳn tím. Đây, các bạn có thể nhìn xem này. Nó sẽ có những cái lá kèm kiểu các cái vảy ở phần thân cây này, bắt nét các bạn xem đấy. Phần thân cây nó cũng có các cái rãnh, có các cái gân, nhìn kỹ mới thấy các cái gân nó nổi lên ở thân cây. Còn cái lá của nó thì các bạn xem nhá, lá của nó khá là nhỏ đấy. Lá liền liền gần cây luôn, đây này, nó không có cuống, lá liền không cuống. Chỗ này là nó chuẩn bị ra hoa đấy, đây này. Quay xa để các bạn xem nhé. Đây, chỗ này ánh sáng cao nên là màu nó như thế này, còn ánh sáng thấp ấy thì màu nó xanh đậm lắm. Đây, các bạn có thể xem cái cây này ở chỗ ánh sáng thấp hơn này, nên màu nó xanh đậm hơn. Đấy. Cây này rất ít khi thấy, rất ít gặp luôn đấy. Không phải chỗ nào nó cũng mọc đâu. Còn đây, mặt sau của nó nhé, các bạn xem mặt sau này. Đây là mặt sau nhé. Cái phần thân cây của nó có vẻ khá là mềm và mọng nước. Bây giờ mình thử bẻ gãy để các bạn xem nhé. Đấy. Rất là giòn, dễ gãy. Cây này kể ra trồng làm cảnh cũng được. Thấy nó khá là hay. Vừa làm cảnh vừa làm thuốc. Còn bây giờ thì sẽ xem trong tài liệu nói gì về cây quyển bá này nhé. Cây quyển bá này thì như trong tài liệu ghi là có nhiều loài, nhưng chỉ có hai loài được sử dụng để làm thuốc. Phổ biến là loài quyển bá tràng chim và quyển bá trường. Thì chính là loại mình đang quay đây. Thứ nhất là quyển bá tràng chim. Là cây thảo mọc bò sống lâu, thân đứng hoặc nằm hình trụ. Cây cao đến 50cm hoặc hơn, phân làm nhiều nhánh. Lá có nhiều lá không đều. Bông sinh bào tử mọc ở cuối cành. Còn loại thứ hai là quyển bá trường sinh. Cây này có tên gọi khác là trường sinh thảo, hồi sinh thảo, cải tử hoàn hồn, hoàn dương thảo, cây chân vịt móng lưng rồng, dòng Nha Trang vạn niên tùng, khá là nhiều nhưng mà rất là tiếc mình không có hình ảnh của cây quyển bá trường sinh mà mình chỉ có cây quyển bá tràng chim, tức là cây mình đang quay đây thôi nhé. Giờ tiếp tục đọc nhé. Cây quyển bá trường sinh là cây thảo, rễ rất nhiều bện lại với thân, thành một búi hình trụ cao khoảng 10cm, cành dài 5-12cm, lá bên hình giáo, có lông, lá ở kẽ hình tam giác, thuôn có mép rộng, lá ở giữa có mép không đều. Các cành mang lá thường cuộn tròn vào trong, trông như một túm cây khô. Khi trời nắng hanh, nếu gặp mưa hoặc thời tiết ẩm ướt, cành lại mọc vươn ra phía ngoài. Bông sinh bào tử mọc ở đầu cành, gần hình bốn cạnh. Lá bào tử hình tam giác, mép rộng, bào tử lớn màu trắng, bào tử nhỏ màu vàng nhạt. Loài quyển bá tràng chim phân bố ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào. Ở Việt Nam, cây mọc phổ biến ở các tỉnh vùng núi có độ cao 600m trở lên, thường thấy ở miền Bắc, và khoảng 800m ở miền Nam. Cây ưa bóng và ưa ẩm, thường mọc ở đất hay các khe đá, dưới tán rừng kín, thường xanh ẩm, hoặc rừng núi đá vôi, tái sinh tự nhiên
bằng bào tử và đẻ nhánh nhiều ở gốc. Loài gặp nhiều ở Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình. Còn cây quyển bá trường sinh thì lại ưa sáng. Chịu hạn tốt thường mọc bám trên đá hay đất khô cằn, lẫn nhiều sỏi đá. Cây thường phân bố chủ yếu ở một số vùng đồi núi thấp thuộc các tỉnh vùng ven biển, nhất là ở Trung Bộ như là Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận. Cây cũng phân bố ở Trung Quốc và đảo Hải Nam. Về bộ phận dùng thì mình dùng toàn cây, thu hái quanh năm phơi khô. Còn về tính vị thì quyển bá có vị cay, hơi đắng, tính lạnh. Còn nếu mà mình sao lên thì có tính bình. Dược liệu sống có tác dụng hạ huyết áp. Còn dược liệu được sao rồi thì có tác dụng là chỉ huyết, cầm máu. Quyển bá dùng sống, dùng để chữa huyết bế thành hòn cục, ung thư, vô kinh, bỏng lửa. Quyển bá sao hoặc nướng, dùng để chữa đi ngoài phân đen, tử cung xuất huyết, trĩ xuất huyết, đái ra máu, ho ra máu, nôn ra máu, kinh nguyệt quá nhiều, ngày 5 đến 15 gram, có thể đến 20 hoặc 30 gram dưới dạng thuốc sắc. Sau đây sẽ là một số bài thuốc có quyển bá. Một là dùng để chữa ho ra máu, nôn ra máu, đái ra máu, đi ngoài phân đen, kinh nguyệt quá nhiều, thì dùng quyển bá sao 30 gram, long nha thảo 25 gram sắc uống ngày một thang. Hai là dùng để chữa trĩ xuất huyết, thì dùng quyển bá sao 15 gram, nấu sôi chắt lấy nước uống trong ngày thay trà. Ba là chữa viêm gan cấp tính, viêm túi mật thì dùng quyển bá sao 30 gram, mộc thông ngưu tất, mỗi vị 20 gram sắc uống trong ngày. Bốn là bài thuốc dùng để chữa bỏng lửa, thì dùng quyển bá sống phơi khô, tán bột, trộn với lòng trắng trứng gà, đắp lên vết bỏng cứ 2 đến 3 giờ, thay thuốc một lần. Bài thuốc thứ năm là dùng để chữa ung thư phổi, ung thư mũi họng, quyển bá 20 đến 80 gram, nấu với thịt lợn nạc và vài quả táo tàu, cho thật nhừ, ăn cả cái cả nước, ngày một lần, dùng vài tháng. Bài thuốc thứ năm là kinh nghiệm của Trung Quốc. Chú ý, phụ nữ có thai không được dùng quyển bá. Đấy nha, các bạn lưu ý nha, phụ nữ có thai là không dùng quyển bá đâu nhá. Trên đây là những thông tin về cây quyển bá. Khi sử dụng thì các bạn cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc, y bác sĩ, không được tùy ý sử dụng. Cảm ơn các bạn đã xem video, rất mong nhận được phản hồi, trao đổi ý kiến đóng góp từ quý vị và các bạn. Xin chào.